xuân đã đến bên này, đến luôn bên kia. Xuân đã đến bên này rồi sang bên kia. Bà làm đứng bên đây, ngó sang bên con. Bà đang đứng bên này, đang chờ để qua bên con. Ba này chọc con hoài ha. Chọc cái gì, người ta nói không có sai mà. Con gái mà sắp lấy chồng hớn hở không bắt cỡ. Giờ này sao chưa thấy cái thằng Hăng Rô Tòng nó tới vậy? Biết làm sao. Hẹn gì có chuyện cần nó mà nó tới trễ là sao? Kỳ quá, ba cho con mượn cái phone con gọi ảnh thử coi. Nè, có lẽ lên. Alo. Khỏi alo, Hăng Rô tới rồi. Trời đất ơi, kêu con kiếm cái thằng giống thông dịch ha, con kiếm cái thằng bán vàng vô chi vậy? Anh Tổng á. Anh Tổng á hả? Chú Tư không nhận ra con hả? Hăng Rô nè. À, thấy nó cười mới biết là Hăng Rô. Mà hôm nay con đổi tên rồi. Đổi gì? Con lấy tên là Hăng Rư. Trời ơi, hô riết hư răng luôn. Không phải, con liệu tên là Henry. Henry. Dạ, Henry. Ừ. Dạ. Ủa? Cái gì em? Anh Henry. Sao? Sao anh mặc cái bộ đồ vàng khè á? Anh mà đứng kế bên chậu bông cúc nhà em không biết cái chậu nào là bông cúc mà cái nào là anh á. Vàng lắm ha em. Vàng quá anh ơi. Vàng đang có giá mà. Tiền đô mới tụt giá. Công nhận ra Tết nhất nhà chú Tư trang hoàng. Ta mới thấy cả một mùa xuân tràn ngập vô nhà chú vậy đó. Nhưng mà con không chịu cái này. Chịu gì? Cung chúc tân xuân. Thời buổi này rồi mà còn cung chúc tân xuân gì nữa chú. Mình phải để là Happy New Year. Có, em có nói ba em rồi là phải để Happy New Year là bị gì hôm nay nhà có người Mỹ qua mà em hỏi ba em không chịu. Hôm nay nhà mình có khách Mỹ hả chú? Ờ, Mỹ thiệt không chú? Không lẽ Mỹ Tho mày? Tao nói cho mày biết luôn, có người giới thiệu á con Kim Chi cho một ông Mỹ. À. Bữa nay á ông sẽ bay thẳng từ Cali về đây, coi mắt nếu mà được thì ông sẽ cưới rồi bảo lãnh nó qua Mỹ luôn. À. Chú Tư nói làm con buồn đứt ruột chú Tư. Mắc mớ gì mày buồn đứt ruột? Con thấy là trong làng này nè, con trai mà tài giỏi mà coi được được á cũng nhiều lắm mà. Tại sao? Tại sao chồng gần em không lấy mà em đi lấy chồng xa vậy em? Ngặt cái á, ở làng mình á, có mình anh đẹp trai nhất hà. Có mình anh giỏi nhất hà. Anh biết mà. Mà tại vì anh á, anh có vợ rồi. Bây giờ em muốn lấy chồng, em lấy ai vợ? Nè nè nè, đừng có nhắc đến cái nỗi đau thương lòng của anh nha. Nhiều khi tôi nói đẹp trai nó cũng có cái nỗi khổ của người đẹp trai. Chú Tư biết không, cái ngày mà con cưới vợ, con nói con gái trong làng này nó khóc hết nước mắt gì con. Nhưng mà biết làm sao giờ, con chỉ lấy được có một vợ thôi. Chịu. Mày tự tin quá hả Tầm? Chắc lâu lắm rồi mày không soi gương phải không? Con gái ở làng này nó mừng là tại vì mày không lấy nó đó. À, chú Tư ganh tị rồi nói vậy thôi. Tao nghe nói là mày giỏi tiếng Anh, tao mới mời mày qua đây, thấy không? Để mày lát mày làm thông dịch giùm tao. Chứ không phải mày qua đây mày đốt pháo đi chứ mày. Đúng rồi, đúng rồi. Trong làng này là con giỏi nhất là tiếng Anh mà. Đó. Đúng rồi, chú tìm con thông dịch là quá giỏi. Không phải mình anh biết tiếng Anh đâu. Em cũng có học tiếng Anh á mà em biết được có mấy chữ à. Ừ. Anh nói em bao nhiêu lần rồi, học tiếng Anh nó khó dữ lắm. Em phải có cái technique thì em học nó mới dễ. Trời đất ơi, học tiếng Anh mà phải test đích luôn hả? Không phải chú Tư. Cái gì mà technique ở đây? Mới nói đó. Con nói là technique là cái phương pháp. À, đó. Em nè. Technique. Không phải. À, ta hiểu rồi. Trời ơi, tại vì cái hàm răng nó không nói chữ niết được mà. Mình học tiếng Anh mình phải có cái phương pháp. Mình phải biết đem tiếng Anh mình bỏ trong văn thơ, mình đọc ra nó vèo 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 vậy nó mới dễ thuộc lòng. Em sao, biết không? Sao sao sao? Sao sao? Đây nè. À, chẳng hạn như hello có nghĩa xin chào. Wow. Goodbye tạm biệt thì thào whisper. Hay. Like nằm sleep ngủ dreamer. Quá giỏi. Thấy cô gái đẹp. See girl beautiful. I want, tôi muốn kiss thì hôn.
Liếc ngồi, ai mắt, sướng rồi, oh yeah. Học tiếng Anh là phải vậy đó. Tao nghe mà đọc tùm lum tà la, tao không có hiểu. Nhưng mà tao thích nhất là cái chỗ mà sướng rồi, oh yeah. Có được á. Vậy là con với của chú Tư đó là cùng chung sở thích. Em ơi em, người yêu của em tên gì? Ảnh hả? Ảnh tên Tâm Cô. Em, ảnh tên là Tom Cruise. Tom Cô. Nói tiếng Anh em phải cong cái lửa lên và mớ nước miếng ra. Tom Cruise. Tom Cô. Bỏ đi. Bỏ qua. Không được đâu. Em biết sao không? Việt Nam mình con trai nó mới có tên cu. Mỹ nó làm gì có cu. Trời, mày nói cái gì vậy Tâm? Nói thiếu rồi. Không phải, con nói là Mỹ nó không có tên cu. À, tiếng Việt nó nói cho rõ nè. Thiếu một chữ là nguy hiểm nha. Biết. Tao hỏi mày, giờ mày qua đây, giờ này mày mới thực tập chừng nào mới nói được. À, thôi lát ngồi, không dịch tao đâu luôn. Rồi. Yeah. Yên tâm, không dịch là nghề của con mà. Chú Tư nhớ con Phượng ở đồng làng mình không? Phượng lé chứ gì? Đó, tao nói hôm bữa mà cổ đi lấy chồng Mỹ đó, cổ có biết tiếng Anh tiếng em gì đâu. Ừ. Đêm động phòng có mướn con về ngồi kế bên vậy đó. Ngồi kế bên để rình hả mày? Rảnh lắm sao tự nhiên ngồi kế bên rình cổ. Ngồi kế bên không dịch cho cổ động phòng. Trời đất ơi, động phòng cần gì thông dịch mày? Trời ơi, động phòng mà không thông dịch nó biết gì đâu nó làm. Thôi mày đừng xảo mày. Xảo cái gì? Tao nói mày nghe, động phòng á là chỉ có lên với thở thôi, có nói rồi mà thông dịch. Ba mày, chắc mày thông dịch cái chỗ mà sướng rồi, oh yeah, oh yeah. Thì đó. Ôi đừng có xạo mày ơi. Ôi, cái gì vậy? Hả? Đúng. Cái gì vậy? Sao vậy? Có điểm gì không mày? Hello! Good morning! Happy New Year! Ê, có điểm gì không mày? Ai biết em vậy? Tự nhiên đầu năm đầu tháng có bà Bí Đen đi lạc ở nhà tao nữa. Biết đâu tự nhiên song vô nhà, ai biết? Con nghĩ là bà này bà đi lộn nhà rồi. Anh Quang hỏi thì bà muốn gì mà anh vô nhà mình? Để con. Ừ, nhiệm vụ mày đó. Bà cho con coi. You! Who are you? I am American from California. My name is Tina Turner. Okay, thank you. Bà nói cái gì đó? Bà nói bà là người Phi Châu. Trẻ ở Africa. Tên từ Carolina. Hả? Tên bà là Tina Turner. Tên gì mà nghe giống cá tuna vậy cha? Tướng bà này giống cá mập hơn đó chú. Phải, không phải cá mập. Cá heo. Heo gì? Cá mội á. Để. Rồi qua qua mày hỏi bà lại. Em biết rồi, chắc là cái bà Mỹ này nè. Bà vô nhà mình bà tìm xác lính Mỹ đó. Bà nhớ không, hồi xưa bà kể con làng mình nó đánh nhau quá trời á. Chắc là bà tìm xác lính Mỹ đó, anh hỏi đi. Mày qua hỏi, phải gì không? Rồi, để con. Are you looking for that American? No, man. I don't looking for no that American. What's the matter with you? Bà nói gì vậy? Bà nói là bà không phải là đi vô đây tìm sắc lính Mỹ gì đâu. Mày hỏi cho chi tiết ha. Có phải là chồng bà chết ở vùng này không? Đúng rồi đó. Đúng rồi. Your husband died soon here. What? You know what? My husband been sick for a while, but he not died yet. What's the matter with you? What's wrong with you? Cái gì vậy?
Chú Từ ơi, tự nhiên kêu con hỏi cái gì, bà nói chồng bà nó phải chết ở đây đâu. Đây, em biết rồi. Cái xác á, lâu rồi, bây giờ em nghĩ chắc là kiếm hài cốt đó, hài cốt đúng không? Kiếm hỏi hài đi, cốt, hả? Hài cốt. Để anh. Cái gì vậy mày? Chú Từ, hài cốt là gì chú Từ? Thằng này ngu quá vậy? Hả? Hài cốt không biết hả? Hài cốt đó là... Là cái gì vậy con? Mệt bao quá à. Hài cốt mà cũng biết nữa. Hài cốt là xương đó. À xương á. Trời, ai không biết hài cốt là xương? Con hỏi hài cốt tiếng Anh là gì? Trời ơi, mày hỏi tao hỏi ai mày? Mày là thông dịch mà. Con thông dịch mà, cái chữ này con chưa học. Trời ơi, mày giỡn vậy mày? Mày phải nghĩ cách này lại lên. Để con xương phải không? Đó có cái xương đó. Ok. Are you looking for American bomb? What? Bomb. Oh, bones. Looking for no bones. Matter with you? Chú Từ ơi, bà không phải đi tìm hài cốt cái gì hết tự nhiên. Thì đúng cái gì hả? Mày hỏi bà coi. Bà qua mày hỏi bà coi, bà vô đây làm cái gì? What you want from me? I don't want nothing from you, man. Today's a happy New Year's Day, right? Yeah. You have something to eat? Yeah. We have to eat first and we talk later. Yeah! Then you go get some food. Yeah! Go get some food. Yeah! You crazy! Yeah! Ôi! Nè! Bà nói gì mà dây dây hoài vậy? Tao nghe nói là như bắt đầu ăn cà ri phải không? Hả? Đúng rồi! Bà nói là bà đói bụng quá! Cho bà ăn đi rồi bà mới nói sao? Được rồi! Trời đất ơi, Mỹ! Bây giờ mình cho bà ăn đi! Dạ! Lấy mứt mời bà đi con! À... This is... mứt sen! Thank you! À... không có chi! You know what? I love Vietnamese food! Yeah, yeah! I love so much! This stuff is good, you know? Yeah! You know what? Do you have something to go with it, like a cup of hot tea to go with it? Gì vậy? You speak fast. You speak slow, please. Do you have something to drink, go with it, food? Drink? Gì vậy? Anh Tâm, em nghe được một chữ tiên. Tí là trà đó. À đúng rồi chú Tư. Bà nói cho bà uống trà đó. Cho bà uống trà đi chú Tư. Lấy trà cho bà. Dẹp. Không có trà trước gì trơn á. Mày biết bà là ai? Thấy không? Đủ mới vô lộn nhà mời bà hoài sao? Mày vô mày nói bà đó. Không có mời bà ăn khơi gì được. Nói bà đi. Đúng rồi. Đâu có cho ăn khơi gì được. You cannot eat ocean. About, cái gì? Bà đòi bánh bao hả? Không. Chú Tư. Bà này Mỹ mà dốt chú Tư. Sao vậy? Tại con nói tiếng Anh gì mà bà không hiểu con nói cái gì hết. Mày nói sao bà không hiểu? Thì chú Tư kêu là đừng có cho bà ăn khơi. Khơi là gì? Khơi là biển. Biển là ocean. Khơi là ocean. Đúng rồi. Vậy mà sao bà không hiểu con nói cái gì hết? Bà bắt đầu sợ trình độ tiếng Anh này rồi đó nha. Giỏi quá phải không chú Tư? Giỏi quá. Giờ để con làm việc với bà này. Rồi. Excuse me. Stop right there. Let me celebrate New Year's first, okay? What you want from me? I want bánh chân. What? Bánh chân. What? Bà kêu mày bánh chân ra đó. Cái gì vậy? Thì bà nói. Cái gì vậy chú Tư? Bánh chân. Ba. Cái này là bánh chân. Yeah, bánh chân. Bánh chân. Yeah.
ăn bánh chưng. Bánh chưng mà tự nhiên cái bánh chưng con. Ai mà biết. Mày lấy bánh chưng cho bà ăn đi rồi. Mày biết bà là ai, thấy không? Bà vô đây làm cái gì, thấy không? Đâu phải là mình mời ăn hồi bà ăn hết đồ ăn ngày tao sao? À, để tao. Mày chậm quá. Chóng mặt rồi phải không chú Tư? Nhà tao chưa có mua dưa hấu mà. You. Yes. Đồ bánh chưng for you. Tao bao bánh tét. Hả? Tét. Rồi. Bả đồ tét. Giờ bánh vừa tét lại. Bả nói là bánh tét. À bánh tét. À bánh tét. Bánh tét. Tự nhiên kiểu bánh vừa tét. Rồi. Để cho con. À. Rối rồi đó, tao rối rồi đó. Hello. You want bánh chưng? I have bánh chưng for you. But bánh chưng đang cúng. But why you come here? I come here because of you. You know what? My son gonna get married with you. Do you know that? So I'm looking for my daughter's future-in-law. Anh. Mà nói gì vậy? Bà nói gì đó? Bà nói á là bà qua đây bà coi mắt con. Nếu mà được thì bà cho con trai bà qua đây cưới con. Cái gì vậy? Cưới mày hả? Không. Nói con là con chú á, Kim Chi á. Ôi. Cái gì? Không được đâu. Trời ơi, bà con không có chịu đâu nha. Trời ơi, bà nhìn bà vừa bự vừa đen. Không biết con bà bự cỡ nào đen cỡ nào đè con chắc chắc là bà. Không được. Đúng rồi đó. Mày qua mày nói với bà đó. Tao chỉ làm xui với Mỹ trắng thôi. Mỹ đen á, bà đẹp đẹp chút cũng đỡ. Đẻ con cũng cỡ Tiger Woods hay là Obama. Không gả con gái cho. Đúng rồi, đúng rồi. Thằng này mày nhìn cái bà này đi. Cái nhan sắc của bà cho tao xấu quá. Sợ quá. Nó nhìn hình như là bà là tù trưởng bộ lạc châu Phi nào. Hay là bà là cái gì chú? Bà nội của Tarzan. Bà giống lắm. Thấy ghê lắm. Bà như vậy thì con bà làm sao mà đẹp được. Anh nói bà đi. Nói bà đi về đi. Nhưng mà phải tìm cách thằng không bây giờ. Để con giang ra. Rồi. Her finance. That's okay. We take care of finance for her. Don't worry about that. Oh. Anh Tông. Hả? Hình như em có học finance là tài chánh đó. Cái này là fiancé. Fiancé hả? Fiancé. You. Her fiancé will be here soon. You what? You go home. Go home. No, I ain't go nowhere. I'm gonna stay here for long time. Chú Tư ơi, chú gì vậy? Bà nói vậy, bà nằm giả đây luôn, bà không đi. Nè bà, mày dở quá. No, bức xem. No tà, no tét, no chân for you. What's the matter with you, old man? You fools. Chú Tư ơi, chú Tư. Chú Tư nói bà ăn chi, bây giờ bà đòi ăn tô phu kìa. Bà đòi ăn cà hủ á. Bà đòi ăn tàu hủ đó ha. And you are so cheap Charlie. Mày vô lấy tiếng chai cồn cho tao. Chi vậy? Xuống sát cùng đó. Có sao không? Bà xấu xả mà tao sướng mặt tao chừng. Ai kêu chú sấn vô người bà chi? Bà nói cái gì vậy? Bà nói chú Tư đẹp trai. À. Nhưng mà hơi đê tiện. Hả? Không. Chip là hà tiện. Không phải tao hà tiện mà tao nói cho mày nghe. Bà ăn như vậy á, một lát á thằng rể tương lai tao về lấy gì nó ăn. À, thấy không? Vậy mình đừng có cho bà ăn nữa, nhưng mà giờ mình làm sao đây? Ai mà biết? Vậy rồi con rể tương lai của chú đâu? Hello. Come to mama. Hi mommy. Đúng rồi, con đi đúng lắm mà. Cái bà này là má mì. Mới kêu nè. Không phải chú Tư. Con thấy cái ông đó kêu bà đó là mâm mì. Mâm mì có nghĩa là xác ướp Ai Cập chứ. Thôi tôi mệt hai người quá à. Má mì em học qua có nghĩa là má đó. Để chờ em. Con này giỏi đó. Hello. Are you Tom Cú? I hear somebody call my name. Why is it so dark in here? Tom, take off your sunglasses. Oh, okay, sorry. Okay.
Oh, that's better, that's better. Trời ơi, ai gặp bóng sợ hết á. Chú Tư, con người ta làm cái gì? Oh, you are you Kim Chi, my fiance? Yes, I'm Tom Cruise. I am Kim Chi. You're even more beautiful than in your pictures. Anh, ông nói gì á? Say it again. You're even more beautiful than in your pictures. Ông nói là em chụp hình Photoshop nhiều quá cho nên trong hình em đẹp hơn ở ngoài. Thank you. This is your mother? Yes, this is my beautiful mother. Oh, beautiful. Yeah, you're very beautiful. She's very handsome. Very Thôi, handsome. Thôi, đi. Tom, con nói tiếng Việt đi. Mà nói gì vậy tôi? Bà nói gì vậy? Bà nói tiếng Việt chứ nói cái gì? Vú! Giờ này mà vú gì nữa? Bác nói được tiếng Việt hả bác? Ừ. Trời, bác nói được tiếng Việt sao nãy giờ bác không nói đi, bác để con thông dịch mỗi tay gần chết à? Không! Dạ. Hiểu mày? Mày mổ tay còn đỡ, tao sắp mổ mình với bà rồi đó. Sao vậy? Nãy giờ tao nói xấu quá tùm lum tùm la, bà hiểu hết trơn. Chú Tư ơi, chú Tư yên tâm đi. Cái phần mà chú Tư nói xấu á, con đâu có thông dịch lại. Ủa vậy sao mày nói mày giỏi nhất tiếng Anh làng này? Thì đúng rồi, làng này có mình con đi học tiếng Anh thì con giỏi nhất là đúng rồi. Thôi được rồi, bây giờ á, bà nói tiếng Việt tao hiểu rồi ha. Tao cũng không cần mày để làm gì, mày đi về đi. Đi về. À, bây giờ nhà chú nói tiếng Việt hết rồi, coi như chú không cần con nữa đó hả? Dĩ nhiên. Con người của chú, bởi vì con nói thiệt á, dắt canh bỏ vỏ. Cái gì? Rồi, bây giờ chú không cần con nữa thì thôi. Trong làng này còn biết bao nhiêu người cần con đi thông dịch. Xin lỗi chú nha, lịch con bút hết từ đây đến cuối năm rồi. Không cần chú nữa thì thôi. See you again. Biết. Chú á. Cái gì? You. Sao? Never see you again. Quý. Anh Tom biết tiếng Việt hả? Vâng, kể từ lúc tôi quyết định lấy vợ Việt Nam, hai mẹ con đã bắt đầu học tiếng Việt, nhưng chưa nói được nhiều. Con tôi nó không nói nhiều, chứ tôi nói nhiều. Mà tôi chửi lộn cũng giỏi lắm. Yeah. Tư biết không? Dạ sao? Tôi cho con tôi đi học tiếng Việt là tại anh thấy đó. Mấy cái thằng còn thông dịch như vậy, cà chớn. Tầm bậy tầm bạ. Dạ đúng rồi. Bậy. Mình hiểu lầm nhau rồi mình đánh lộn. Dạ dạ chị nói đúng. Ồ má nói đúng rồi đấy. Nhiều người thông dịch họ dịch lung tung. Con vẫn nhớ lần đầu tiên sang Việt Nam, con muốn một người thông dịch viên đi theo con để giúp đỡ. Mà lúc đó là đi vào một nhà hàng Việt Nam muốn thử món mì Việt tiêm. Nhưng khổ một cái người thông dịch viên lại không biết là Việt tiêm là tiếng Anh là gì, cứ gọi là đất lúc. Mà con nghĩ mãi không hiểu là đất lúc là cái gì. Mà đúng rồi, đất là con vịt và look, looking for là đi tìm. Cho nên mì Việt tiêm đúng là duck looking for the noodle. Ôi, chỉ có gì vậy thôi á mà anh đi học tiếng Việt á hả? Oh, không, không. Tôi học tiếng Việt để đề phòng. Anh đề phòng gì? Oh, em ơi, lấy vợ Việt mà không biết tiếng Việt, nguy hiểm lắm. Sao nguy hiểm? Vì lỡ ba xã của mình có kép, rồi kép Việt Nam về nhà. Hai người đó tỏ tình cho nhau thì làm sao mình hiểu được? Mày coi chừng nó nha mày. Cái thằng này nó khôn tổ mẹ đó. Con đừng có lo. Má canh chừng cho con luôn. Lỡ mà con dâu của má nó cạch trớn á, má sẽ bẻ tổ nó được. Sao không ba? Không sao, không sao. Chị vui tánh quá. Tôi hỏi này chị đừng có buồn nha. Không. Sao chị đen thui mà đẻ ra con trắng bóc vậy? Chế Linh cũng đẻ con trắng vậy chứ bộ. Ai vậy?
Thì ra nãy giờ bác á là má chồng của con á hả? À, con đâu có biết đâu, con tưởng bác vô lộn nhà. À, má đẹp quá ha. Nhỏ con nữa. Má biết thằng con của má đã qua đây để lấy vợ Việt Nam, thành ra má phải bay qua liền để coi mặt con dâu của má. Thành ra khi mà má thấy con rồi đó, mà nếu mà má không thích thì má sẽ gọi điện thoại cho thằng con của má không đi qua đó. Nhưng mà khi má gặp con rồi á, con vừa đẹp mà vừa hiền mà biết nịnh hay, thiệt là hay. Nhưng mà có cái tội không đầy đủ thước tất. Má yên chí đi, ba con á có dạy con rồi. Ba con nói á, có lấy ai á là phải chung thủy với người đó. Cho nên khi mà con lấy anh cu á, con sẽ ở với anh cu suốt đời. Hay quá, anh dạy con hay quá anh Tư. Chứ sao? Khi nào á mà anh cu chết con mới lấy người khác. Trời ơi. Mày nói là bậy tầm bạ. Nó giỡn á chị, tôi đâu có dạy nó gì đâu. Ôi, ôi kỳ vậy. Anh có gì đưa cho ba anh? Xin. Ủa, thằng này là bá quém hả? Cái gì vậy? Thằng á là dùng cho con nít thôi, lớn tuổi hơn mình anh phải kêu bằng ba nha. Xin lỗi mày. Hả? Cái gì vậy? Ba anh, ba. Xin thầy của con là người bác bố, chào bố. À, bố, kêu bố. Cái gì? Là chị là chị Su tương lai tôi hả? Đúng rồi. Dạ, chị ăn đi. Trời ơi chị ốm ăn gì cho nó mập chị nha. Nè, có ăn thèo lèo nè cho nó trắng nha. Thôi tôi đang diet tôi không ăn đâu anh ơi. Ăn mứt này cho nó đen nè. Tôi muốn ăn mứt bí mà anh không có. À không có hả? À vậy thôi. Anh đưa ba đi. Cái gì vậy con? Thưa bố. Đúng theo thủ tục bên Mỹ. Con chỉ cần lấy ra một cái nhẫn của Hốt Xoan, quỳ xuống trước cô Kim Chi và hỏi một câu: Will you marry me? Yes. Nhưng ở Việt Nam thì khác. Con không cần hỏi cô Kim Chi đâu, con chỉ cần hỏi bố mà thôi. Ủa tại sao? Vì Việt Nam có câu: Cha mẹ đặt đâu, con ngồi đấy. Thằng này giỏi á, giỏi. Và thưa bố, hôm nay là ngày lành, tháng tốt, có má của con đây chứng kiến. Con xin phép bố cho phép con và cô Kim Chi đồng phòng. Cái gì vậy? Anh, Việt Nam á, đám cưới mới được đồng phòng. Ủa thế à, ở bên Mỹ thì ngược lại, đồng phòng trước mới cưới sau. Có mà. Ủa mà con, má suy nghĩ tại sao mà con mới gặp Kim Chi mà con đòi cưới rồi? Vì Việt Nam có câu là lấy vợ phải lấy liền tay, chứ để lâu ngày thiên hà dèm pha. Thằng này giỏi. Thầy giỏi quá, biết nhiều câu mà tôi không biết nữa đó. Này lễ cưới ra con. Ủa sao có tàu cao không vậy? Không có tiền mặt hả? Thưa bố, con sẽ làm thủ tục đưa cô Kim Chi qua bên Mỹ liền. Ủa lệ vậy sao con? Ba yên tâm, con hứa là sẽ đưa cô Kim Chi về thường xuyên để thăm ba rất đều đều. Được tốt. Cứ 10 năm một lần. À vậy thôi hai ba đi luôn nha ha. Ủa quá. Con mà đi xa mai mốt á, hai cha con mình á, hai phương trời cách biệt, con nhớ ba lắm á, ba biết không? Thôi nhớ làm gì con ơi, qua bển gửi tiền cho ba được rồi. Không phải, tại vì á, từ nhỏ tới lớn á, từ khi á mà má bỏ ba đi lấy người khác á, tại vì ba keo quá đó. Rồi con mình, hai cha con mình sống với nhau á, rồi mai mốt á, con đi lấy chồng xa, chim kêu dưỡng hú biết nhà ba đâu hả ba? Trời, hai cha con khóc như là dưỡng hú vậy. Chú Xui à, đầu năm Tết mà khóc lóc trong nhà nó không có được hên.
Con nó đi lấy chồng cho nó đâu có làm gì đâu, hay đi luôn đâu mà anh làm gì anh khóc lắm. Tôi có con đứa chị ơi. Đây rồi vài năm nó về thì nó sẽ đem cho anh những con cháu ngoại của anh rất là dễ thương. Mà tôi cũng có cháu nội mà tôi sung sướng hơn anh nhiều. Sao vậy? Tại vì mấy cháu nội của tôi nó giống tôi như đúc vậy. Thôi vậy mà vui mình mà đi nha. Vui vậy đó. Nè anh xui, tôi nói vẫn chơi vậy thôi. Tôi có cách để giúp anh. Cách gì? Dễ nhăn chuối gì đó. Tôi sẽ hy sinh cuộc đời của tôi để cưới anh về làm vợ. Cái gì? Về làm chồng. Để cho hai cha con được ở gần bên nhau. Thôi. Anh nghĩ sao? Không được đâu chị. Xin lỗi chị, tại vì tôi ở mình quen rồi. Không bước thêm bước nữa được đâu. Anh chê tôi phải không? Không phải, nhưng mà không được mà. Bây giờ tôi quyết định rồi. Double or nothing. Nghĩa là gì? Một là hai cha con anh lấy hai mẹ con tôi. Hai là mất hết. Ba, kệ nó, ráng thử đi ba. Thử đi, cha con mình mới được đoàn tụ ba. Ba không có quen ăn thịt bò. Thôi bây giờ vì tình duyên của con, tương lai của con, cô ba cũng đành hy sinh cái thân già này chứ sao. Anh thấy thế nào? Thấy em nhưng hơi ngợp. Cầu quý nè. Con quyết định gì nha? À. Con có ý kiến, con không dám quyết định. À rồi. Có ý kiến thôi, con quyết định được. Rồi ba. Ba vì ba kẹo quá, ba không muốn xài tiền, thôi giờ hai cha con mình làm đám cưới chung đi. Đúng, làm một lần cho nó đỡ hào. Happy family. Oh, congratulations. Very beautiful husband. Very handsome wife. Wow, beauty and the beast. Mày đưa là biết cái mày thằng quỷ. Hàng xóm gì kỳ cục à. Thấy mặt tôi là để cái bài Who Let the Dog Out. Tôi đẹp mà. Bữa nay là một trong những divo. Phải để những bài như là anh number one đẹp trai dễ thương. Để ba cái bài ai để con chó ra ngoài ra sao. Đó. Thôi. Thằng Roland người ta đập nát cái mixer ra chứ. Biết nói tiếng Việt không mà có hiểu hay không mà cứ nghe thấy mặt mình là để à. Hàng xóm gì cái gì cũng biết, có biết điều là không biết thôi. Bực mình, ở đây không nổi rồi, phải dọn đi chỗ khác. Mặc sệ, đứng lại. Mặc sệ mày đứng lại mày. Vô thấy bạn mặt tôi bà con dỗ quá. Thích hộp đúng không? Dạ em thợ may ở không rảnh đơm hộp vậy đó, mà mới kịp đơm ở trên à, ở dưới chưa có hộp nào. Chờ chút xíu em tâm sự với thằng con của em. Thằng mặt sệ đứng lại mày. Mày điếc hả? Nè, tôi nói một lần nữa cho rõ ràng nghe. Cha đừng có ý cha làm cha, là cha muốn nói gì cha nói. Tôi nói bao nhiêu lần rồi, cha cứ kêu tôi là mặt sệ này mặt sệ nọ, kêu ghét rồi hàng xóm người ta cứ quen mặt, cứ gặp tôi là để những cái bài nhạc toàn là về chó không. Cha nghĩ sao vậy? Mà mặt mày giống thiệt. Cái gì? Nó nghe cha nói nè. Đó, cái chữ mặt sệ là bà con người ta thương, người ta đặt cho mình, sẽ kêu mặt sệ cho nó gần gũi vậy thôi. Bây giờ con không thích thì cha không gọi ha. Nhưng mà giờ vậy, cha tính á, nếu mà mày làm được cái việc này thì tao nói với bà con hàng xóm cũng đừng có gọi mày mặt sệ luôn. Rồi, chuyện gì cha nói đi. Nè, bây giờ mày thử nói cái chữ râu coi. Dễ ẹt. Nói đi. Râu. Không phải. Râu. 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 Đồng bọn nó hú theo luôn đó.
đồng bọn á. Phải mở miệng ra đánh cái lưỡi lên. Râu râu râu. Ồ, quên đánh lưỡi. Đó 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 đó. Râu râu râu. Bà nội cha y hệt như con chó mặt xệ luôn. Bà con người ta thương, người ta bỏ hai cái chữ con chó, ta lấy cái chữ mặt xệ mà mày không muốn làm luôn cái gì. Nè, cha đừng có gài game tôi nha. Cha biết là tôi không bao giờ nói được cái chữ R. Ha, cha gài tôi ha. Tôi nói thiệt, bởi vậy ở với cha tôi không chịu nổi nữa. Bữa nay tôi nhất định phải đi ra đời. Mày đi đâu? Đi ra đời. Đó giờ tôi chỉ có nghe ga qua, ga Hòa Hưng, ga Sài Gòn. Gần đây thì có ga xe lửa San Diego. Em mày ra đời ở đâu mày? Cha đừng có làm như vậy nha. Vậy là sao? Tôi nói đi ra đời đây có nghĩa là tôi đi, đi ra khỏi cái nhà này. Tôi đi khỏi nhà này, tôi không có đi tới nhà ga. Ra đời phải không? Ra, ra đời. À, cười với con khỉ. À, mày, bây giờ cha nói nghe nè, con nhiêu tuổi rồi nói đi. 21. Cười cái gì? Thấy chưa? Mới hỏi nhiêu tuổi nó 21. Bà con người ta cười cái rầm. 21 tuổi à con? Con còn bé bỏng lắm. Chụp chân của ma. Ở nhà với cha đi con. Tuổi còn nhỏ lắm, đừng có ra đời. Nè, em biết tại sao người ta cười tôi không? Sao? Dễ hiểu quá mà. Sao? Tôi 21 tuổi mà mặt tôi già như trái cà. Tại vì ai? Vì ai? Cha. À, sao vì tao? Cha nhốt tôi trong nhà 20 mấy năm như là vú khí đá vậy đó. Trời đất ơi. Thấy chưa? Cái cây người ta vú tôi còn chịu không nổi nữa mà. Cha cứ tưởng tượng đi, chứ vú sữa. À. Cha bỏ cho trong lu, cha vú 5 ngày. Bươi lên, vú teo sữa khô. Cô gì tôi 21 năm tôi vú trong nhà, bây giờ trong người tôi cái gì nó cũng dập mẹ nó hết rồi. Trời đất ơi, cái gì nó dập? Trái tim tôi này cha, nó khô cằn, nó khô héo rồi, thiếu tình cảm cha biết không? Rồi từ từ đi, rồi cha kiếm tình yêu cho bù đắp lại trái tim dập thôi mà. Trễ rồi, trái tim đã ở trên thôi. À, dưới trái tim hai trái dập từ lưa rồi. Trời đất ơi. Luôn. Con có lỗi với tổ tiên quá. Nói chung là coi như gia đình mình tuyệt tử tuyệt tông rồi hả con? Qua đây cha coi coi còn sửa được không? Sửa cái gì? Cha mới nói cái gì? Tuyệt tử tuyệt tông hả? Ờ. Làm cái gì mà đến nỗi như vậy? Trời, hai trái nó dập rồi con làm ăn gì được nữa? Hai trái đó là hai trái thận của tôi đó ông ơi. Cái đầu óc ông đen tối ghê vậy đó. Nghe hai trái dưới mình rồi. Tao ở dưới người ta cũng tối đen theo mà. Sao mày chửi mình tao? Tao là ông già mày đó nha. Ông này cười dữ lắm nè. Mày chỉ ông đi, 1, 2, 4 có mày đó. Không có tôi, ông không có đâu. Con, nghe lời cha đi con. Nghe cái gì? Nghe nè, má mày mất sớm, nhà còn có hai cha con à. Đừng có đi ra đời. Ngoài đời đường người rất là đông. Thạch xanh thì ít, Lý Thông thì nhiều. Ở nhà với Lý Thông đi con. Cái gì? Ở nhà với ai? Lý Thông. Ô, không. Ở nhà với Thạch Xanh mà cha nói lộn. Cái mặt ông là Thạch Sùng chứ Thạch Xanh con khỉ. Nè, ông le cái lưỡi đi con, le đi. Hả? Le đi nè. Ờ. Y Thạch Sùng mà táp rùi đó. Mày Xanh. Giờ mày muốn gì nữa, ở nhà đi, cha làm thạch dừa cho mày ăn cũng được nữa. Ở nhà với cha nha con. Không thể ở nhà với cha được. Ở nhà với cha rất là kinh khủng. Sao vậy? Trong nhà đêm tối khanh thâu. Nhìn cha con tưởng con trâu đang cười. À, cái gì vậy trời? Nó mới cho tôi làm thạch xanh rồi giờ nó chuyển tôi qua hạnh trâu già lắm. Tiếng Anh là buffalo đó. Trời. Mày sợ mấy thằng Mỹ nó không hiểu sao mày dịch luôn vậy? Rảnh mà. Bởi vì người ta nói đúng lắm. Nuôi con đi.
Bởi người ta nói mà. Dạ. Nhân giả giả nhân, nhân giả giả, giả giả nhân nhân, thành giả nhân. Mà ông đó, tao quýnh thấy bà già mày cho mày, thằng mất dạy. Cái gì? Bây giờ mày cho tao làm cái gì? Khỉ luôn hả mày? Giống thiệt chứ. Bây giờ mày coi nè, cái thế giới động vật còn con gì nữa mày ghép lên người tao đi. Con nào cũng giống cha hết trơn á. Trời ơi, tao quánh thấy bà đòi mày giờ nha, thằng nè, mất dạy. Cha mới mất dạy đó. Trời ơi, cha mới nói cái gì tao nói lại đi. Quánh thấy bà nội mày. Trời ơi, lôi bà nội lên chửi cha luôn đấy. Trời, thằng này không biết nó ăn cái gì. Thôi mà cái dạy, gì nó cũng nói được hết. Con ơi con, nghe lời cha nha, ở nhà đi, có hai cha con mình qua tới đây rồi, cha lo cho mày ăn học, học đi con, mình kiếm cái bằng nha con. Dẹp, tôi không có học gì hết trơn. Sao vậy? Tôi nói cho cha nghe, học cho lắm á cũng ăn mắm với cà, học tà tà cũng ăn cà với mắm. Học cho lắm tắm cũng ở chuồng, học điên cuồng cũng ở chuồng đi tắm. Cái gì vậy? Áo đỏ, áo đỏ khoái cởi chuồng lắm hả? Trời ơi, mấy bà thích coi thôi, ông cũng thích coi nè. Ê mày, người ta làm thơ là người ta đem bông, đem hoa nè, người ta đem gió, đem mây. Còn mày làm thơ mày cởi chuồng. Mày nghĩ tướng mày cởi chuồng có ai coi không? Cha không coi, nhưng mà tôi kể, dưới này khối gì người coi. Trời nè, bỏ đi. Con à, nghe lời cha. Sao? Hôm qua nè, cha có đi coi bói cho mày rồi. Nữa, coi bói nữa. Không, mày biết rồi, cái ông thầy Lưu Trung Tử đó, ông coi hay lắm. Nghe. Ông thầy nào? Ông thầy Lưu Trung Tử đó. À, cái ông thầy mà chung vô cái Lưu là chết cái gì? Trời ơi. Lưu Trung Tử là chui vô Lưu chết. Bậy không à. Lưu là cái họ của người ta, chung là cái tên lót, rồi Tử là cái tên ta, Lưu Trung Thôi Tử. Thôi cha ơi, cái ông đó ông coi tầm bậy tầm bạ, mà cha tối ngày mới tính dị đoan không à. Coi cái gì mà tầm bậy, ông coi hay lắm. Hay cái con khỉ, nè cha nhớ chưa? Nói hồi gì? Xưa coi cho cha đó là mấy mốt số cha là số hưởng, nghe. Ngồi một chỗ, rung đùi cũng có tiền. Rồi giờ ta làm gì? Thợ mai. Đạp mấy mai chết mẹ luôn, tiền đâu? Ê mày, tao cũng rung đùi tao có tiền cho mày. Thưa thầy, coi bói là nó phải trừu tượng. À, người ta không thể nào tiết lộ hết thiên cơ, mình phải suy nghĩ. Trừu tượng, phải không? Nhưng mà coi cho mấy người bạn của cha mới là ghê. Rồi sao? Coi cho cái chú Phong Nhĩ gì đó. Cha mà... tốt ghê, thiếu gì tên, đặt người ta tên Phong Nhĩ. Phong là gió, Nhĩ là tai. Gió tai là... Mày sao kỳ quá à? Kỳ cái gì? Bạn bè ta có nhiều tên Phong, thì ta phải đặt thằng tên Phong Nhĩ để biết thằng Phong này với thằng Phong kia chứ. À, đúng. Tự nhiên là thằng Phong sao? Quan trọng là coi cho chú Phong ha. À. Đối chú Phong 11 á, lớn lên á sẽ là cái người rành rành gọt về địa lý ha. À. Thông thạo mọi ngõ ngách. À. Rồi về lớn lên chú Phong làm gì? Chạy xe ôm chết bà luôn. Ê, tao thấy đúng lớn mà, đâu. Tao thấy đúng mà. Đúng cái gì? Trời, mày có thấy thằng xe ôm nào mà nó không rành rọt địa lý không? Không có thằng xe ôm nào mà nó không nắm địa bàn trong tay không? Trời ơi, coi bối là nó trù tượng. Tao tiết lộ thiên cơ vậy đúng quá rồi, còn thì gì nữa? Trù tượng cái gì? Còn cái chú nè, cái chú Quốc mới ghê. Chú Quốc làm sao? Nói mày mốt lớn lên, chú sẽ là người đưa đất nước vô khuôn khổ. Tưởng làm giám đốc hay cái gì? Ai dè, lớn lên cũng đưa đất và nước vô khuôn khổ, làm thợ hồ chết bà nội luôn. Ê, cái này cũng hay chứ mày. Cái này đúng quá chứ. Đúng cái gì? Đất và nước. Ổng chỉ nói là đất nước, ổng thiếu có chữ già. Coi bói mà thiếu người ta, đổi cả một cuộc đời của người ta mà người ta nói như vậy. Trời, coi bói là trù tượng mày sao kỳ. Tượng cái gì? Còn có chú nè. Chú gì? Cái chú Thiên mới ghê nè. Chú Thiên sao? Nói về mốt chú sẽ lớn lên là một người nắm cả ngàn sinh mạng trong tay. Tưởng ông làm tổng giám đốc hay gì? Ai về bây giờ ở miền Nam chăn dịch. Cả ngàn con dịch đó. Cái thằng này ngộ ta. Ngộ. Dịch nó cũng là sinh mạng chứ bộ. Trời, coi bói vậy quá hay rồi chứ còn gì nữa. Trù tượng. Trù tượng phải không? Bỏ cái trù tượng đi cha nha. Bỏ đi, con không coi bói gì hết trơn á. Con có tin. Con ơi con, ổng nói cái tướng của mày sau này sẽ làm bác sĩ. Bây giờ qua tới đây rồi, mình ráng học làm bác sĩ đi con, cho nở mặt nở mày gia đình con. Cha, cha con mình qua đây bao lâu rồi? 3 năm. 3 năm mà cha làm như là 30 năm. Ha? Bây giờ con nói chuyện với người ngoại quốc, con phải dùng động từ tu quơ mà. Thấy chưa? Học bác sĩ 13 năm mà sao con học nổi? Dẹp, con không học. Mày không học bác sĩ, mày học dược sĩ đi. Không học luôn. Mày làm nha sĩ đi. Dẹp, không học gì hết.
Mày kiếm cái gì sĩ mày học cho con nở mặt nở mày gia đình đi. Được, tôi sẽ học một nghề. Nghề gì? Ca sĩ. Mày làm ca sĩ chứ sao? Ê, mày biết hát không? Biết hát từ hồi nhỏ, tiềm năng ẩn, cha không biết. Trời, sao tôi không biết vậy? Ê, ê, hát thử coi. Nói chuyện với cha, bây giờ cha biết là cái loại nhạc đang thịnh hành nhất bây giờ là nhạc gì? Nhạc gì? Đó là nhạc boligo. Nhạc gì? Boligo. Bây giờ tao mới thấy cái công hiệu của cái mày nói không được cái chữ R đó, nó đặt đúng chỗ này luôn đó. Sao? Thường thường tao kêu bolero, nó rất là bình dân và bình thường. Còn mày tự nhiên mày kêu belogo, trời ơi, tự nhiên thấy nó một trời ba ghi vậy. Thấy nó sang hẳn ra luôn vậy. Hát bolero quá sang, đỉnh. Cha chịu, hát liền bolero đi con. Ok, bằng nhạc nó mất hết trơn rồi. Nghe mày hát đi toilet luôn rồi. Không cần, con tự làm nhạc được mà. Hả? Beatbox, hát bolero. Beatbox, beatbox. Dạ. Ờ, đừng beatbox, hát làm thử đi con. Vô. Tưng 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 tắt tắt tum tắt tum 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 tắt 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 tum tắt tum 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 tắt 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 tum 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 tắt 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 tum 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 vô tưng 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 tum tắt 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 tum 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 tắt tắt tum tắt tắt tum 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 tum. Sao quánh tôi? Mày ăn cái nữa tao đọt này vô trong miệng mày cho mày tắt họng luôn. Cái gì vậy? Trời ơi, sao ông hát đi cứ tắt hoài vậy ông nội, bích tóc hoài vậy? Nhà quê quá. Ca sĩ muốn hát phải có ban nhạc, nó phải dạo nhạc intro chứ cha, làm gì vậy? Trời ơi, intro 3 khuôn, 4 khuôn là mày 16 khuôn mày chưa chịu vô nữa. Cái ban nhạc The Brother này nó quánh dài lắm. Bà con ta nôn nóng lắm, hát liền đi con. Vô, vô liền, bô là go. Tưng 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 tắt. Mày vô không? Anh vô. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cổ nhớ hoài, tình anh như nước con sông dài, con nước về cho cây trái trổ bông, bông xanh bông trắng rồi lại vàng bông. Ơi người ơi, bông lê cho bằng bông lụ. Ơi người ơi, ơi chim sao mồ côi, chim sao mồ côi thương em mà anh đợi, đêm trắng cò thang nghe trái tai tê, lòng mẹ bao la như bê bà đầu. Bê nào cái đầu mày con vừa mày đã tôi siêu dính ngã ba rồi đó nha. Không có bao nhiêu tiền mạch nội thương đó nha. Cái con hả? Tự nhiên đạp con vậy. Trời ơi, mình đi hát cái gì mà cái bài hát nó không có đầu dính đầu hết vậy? Đây là một bài hát bolero có tên là liên khúc gắn kết, có nghĩa là lượm khúc này khúc nọ gắn vô cho nó dài. Trời đất ơi, hiểu chưa? Bỏ, gì? Bỏ. Không được hả? Cái vụ ca sĩ tôi thấy không xong rồi. Nè, nghe cha nói nè, ca sĩ không phải dễ làm đâu con. Ừ. Ngoài thanh sắc vẹn toàn ra, ừ, ca hay nhảy giỏi ra, người ta còn phải có cái duyên số nữa, phải có kiến thức về âm nhạc. Nè, con biết không? Mình học bác sĩ là mình ra làm bác sĩ, ừ. Mình học giáo sư là mình ra làm giáo sư, ừ. Mình học kỹ sư là mình ra làm kỹ sư. Còn mình học ca sĩ là mình chưa chắc vậy mình đã làm ca sĩ. Biết không? Cũng chưa hẳn như vậy. Tại sao? Có nhiều người học luật sư mà bây giờ ra trường làm MC. Có ai vậy? Nguyễn Cao Chị Duy. Trường hợp đó nó ngoại lệ. She's the one and only one. Không phải ai cũng được giống như her. You know. Con ơi, nghe lời cha, mình bỏ cái sĩ đó đi, mày kiếm cái sĩ khác mày học giùm tao cái đi. Ok, có ngay, ừ. Con sẽ học làm nail sĩ. Sao thằng này nó dùng nhiều cái từ lạ quá ta. Có ê, nail sĩ là gì? Bình thường làm nail có nhiều tiệm, bỏ sĩ cho bằng nail sĩ. Nail sĩ? Ừ. Mày học nail rồi nào? Con học nail. Lấy tướng ra đi học học nail. Cái tướng nó như con heo nọc vậy mà đi học nail. Được không? Được hết á. Con biết làm rồi hả? Biết. Mà con nói cha nghe,
người yêu của con là chủ tiệm nail luôn. Tụi con thương nhau, bây giờ tính là mua ao, rồi sẽ cố gắng cày. Một năm mở một tiệm, 2 năm mở 5 tiệm, 5 năm mở 10 tiệm, 10 năm mở 20 tiệm, 100 năm mày mở nghĩa địa đi. Cái gì kỳ vậy? 100 năm mày chết queo rồi, mày mở cái gì? Bị hố trời ơi. Đó. Được không con, nó nghe nè. Người yêu làm neo hả? Dạ. Tao thấy vậy cũng được. Cha yên tâm, tụi con sau này sẽ cố gắng cày, thống lãnh, nắm cả thị trường neo của nước Mỹ. Trời ơi. Lúc đó con tuy không làm bác sĩ, nhưng có tiền tỷ, có cuộc sống xa xỉ, đời sống hoan hỷ. Đó là một ý tưởng hoàn mỹ. Thôi đi cái thằng khẩy. Nói ba cái chuyện về quỷ không. Gì vậy? Mà tao nghe cũng chí lý. Ê, nó nghe nè. Dạ. Hôm ấy con nói với người yêu con đừng có mua ra gì hết á, kêu người yêu tới đây rồi mua in vô ở chung luôn đi. Muốn? Ừ. Rồi coi như là chỉ cha làm neo luôn. Là sao? Cha không có muốn rung đùi nữa. À. Cha muốn rung tay. Là cái gì? Vũ. Hay quá. Để con kêu người yêu. Nãy giờ chờ con ngoài. Vậy hả? Kêu, kêu vô đi. Alo Honey. Vô đi cưng. Vô đây. Trời ơi. Tha. Dạ con chào cha. Ừ. Mày 3D hả? Bây giờ mới biết sao. Lâu rồi. Cha hãy nhìn cha. Tao sao? Mặc pyjama, đính hộp kim sa, chả trách gì con là chim đa đa. Mày là chim đa đa? Ừ. Còn nó là chim gì? Dạ, con là chim le le. Dễ thương quá. Le le. Nè cha, cha làm gì vậy? Tao thấy cái lưỡi của nó lẹ ra tao ghê quá. Cha thấy ghê, nhưng mà con mê. Nó bị trắng trợn vậy. Nè cha, hồi nãy cha nói con làm ca sĩ hát không hay đúng không? Xin giới thiệu cha, người yêu con. Ca là đỉnh linh đỉnh luôn. Đỉnh của đỉnh. Hát luôn, chứ sao? Dạ, dạ. Hát thử nghe vừa coi. Vừa là neo sĩ mà vừa là ca sĩ luôn. Đúng. Hát cho cha em nghe đi. Dạ, ok, con tặng cha một khúc nha. À, coi bài gì đây? À, con có bài này. Tôi muốn lại xa chuyện đời. Tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Thôi đàn bà. Đủ rồi. Dạ. Cha xác nhận được giới tính của mày rồi. Nó hát cái bài là coi như là lộ giới tính ra liền. Nó hận đàn bà cũng phải yêu đàn ông thôi. Mày bớt diễn lại chút xíu được không? Tông ngói quá. Nó nghe nè. Sao cha? Nó là ca sĩ phải không? Dạ. Nó đẹp trai quá. Dễ thương. Chắc gì nó yêu mày thiệt. Tao thấy mày yêu nó không à. Dạo mấy hai đứa chứng tỏ tình yêu được không? Tao muốn cho sao? Tao tin, cho tao tin vậy đó mà. Tao muốn sao? Mày hút cái chốc được không? Chuyện nhỏ. Được. Trời đất ơi. Cái gì vậy trời? Ôi mẹ. Láng lắm. Nó trợ cái môi em luôn. Nó là hung quá hả? Hung đó cha. Tao thấy mày nhà qua hửi không chứ. Cha, ở đây đông người lắm. Hung tráng thôi. À. Hung xuống dưới một chút á. Con Yến giờ nó thấy quýnh con chết mẹ. Gì vậy?
tao được không cha? Tụi con thương nhau thiệt tình đó mà. Đè nén xuống, đè nén xuống con. Kìm hãm thú tính lại con. Con đè lâu lắm rồi. Cha sao cha? Giờ dày. À, anh à, em nói chuyện với cha rồi. Mình khỏi cần mua ra, mình mua vô, ở chung với cha. Baby. Sao? Mình không có nói vậy. Nói sao? Mình dọn ra hoặc là mình dọn vô. À. Mình không có mua ra mua vô như người ta. Kỳ lắm. À, cái chữ mua nó kỳ đúng không? Kỳ lắm. Rồi, mình khỏi dọn ra, mình dọn vô, ở với cha. Dạ. Được không cha? Cha. Trời ơi là trời, duyên phận. Em nè, đang làm cái gì á? Đang thay táo cho con á? Bộ con ý à? Ít to rồi, nhớ nha, bó phấn được vô cho nó hâm cái đít con nhỏ là tẩu chết luôn á. À, dạ có chứ, em có đi làm. Nhưng mà trời ơi, cái văn phòng này nó dán quá đi. Anh nói tới tối tới mai cũng được nữa, không có sao hết trơn á. Mà khổ nổi cái ông chủ này nè, không có chịu làm gì hết trơn á. Ông có đi hoài ấy. Tối ngày đi tán gái hoài thôi. Ông biết em là vợ của anh mà ông có rủ em đi casino hoài ấy. Không biết làm sao nữa. Trời ơi, em khổ ghê á. Cái điều này chắc là ông một tuần nữa thôi là em nói thiệt với anh nha, là ông sẽ đóng tiệm, ông đi ăn xin qua phê phút tem thôi chứ không nói gì hết trơn. Khổ quá anh ơi. Thôi, ông vô rồi nha. Em cúp nha. Nhớ mua tá cho em. Ô quên, mua tá cho con nha. Rồi rồi em gì à ha? Dạ nha, bye nha. Tàu có hung cái gì, tàu có khổ quá. Đúng rồi, kỳ quá. Có cớ quá. Thôi cô, hôm dạ. nay mình có cái hẹn nào không cô? À, dạ thưa luật sư có à. Thế cô đã làm hồ sơ sẵn chưa? À, sang tên nhà hay là ly dị? Đâu có sang tên nhà ly dị gì đâu. Không có gì hết trơn á. Chứ cái gì? Chỉ hẹn có luật sư làm 11 giờ, luật sư đi nhổ răng thôi. Tôi không hiểu làm sao bây giờ cái dạo này không ai thưa kiện gì là sao nhỉ? Có chứ luật sư, nhưng mà nó không có vô chỗ của mình. Cái đó là lỗi tại cô đó. Tôi mướn cô về đây không phải là để cho cô làm thư ký không? Cô đi ra đường hay cô đi tiệc tùng ma chay cưới hỏi đó, cô gặp ai cô phải xúi người ta thứ. Chứ còn cứ tình trạng này vài tháng là tôi đóng cửa đó, tôi trở về nghề cũ. Trời ơi, ông đấy luật sư biểu con kêu người ta là chia rẽ hạnh phúc của người ta làm sao luật sư? Luật sư nói nè, đây nè, con có ghi nè, con ghi rõ ràng trong nè, đó, luật sư coi nè, đó, nè ngang, đọc ngang, luật sư nè, văn phòng luật sư Trần Trừng Trị nè, đó, kinh nghiệm lâu năm về tội phạm hình sự, cũng như đòi bồi thường dân sự khác, đó, con ghi mẫu ngày luôn, con nói thiệt. Cô thấy cái thành phố ở đây là bây giờ bao nhiêu luật sư rồi, luật sư đông như kiến, mà cô quảng cáo cái kiểu đó thì nó... Bình thường có ma nào nó để ý đâu. Cô lấy giấy viết ra ghi đi. Tôi đọc lại. Lấy giấy viết ra. Thấy chưa? Dạ chưa. Cho con mượn cái bàn nha. Rồi cứ ghi rồi, nha. Nói đi. Luật sư Trần Trường Trị. Ghi số 1 vào. Điều thứ nhất, luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù. Hết tiền rồi. Luật sư Trần Trường Trị nhận điện thoại trực tiếp từ trong tù, trầu vơ hết tiền rồi làm mẫu. Rồi chưa? Rồi. Xuống hàng. Xuống dòng. Xuống hàng. Xuống dòng. Thì cô xuống đâu đó, cô xuống đi. Dòng, dòng với hàng gì cũng được thôi, đọc tiếp đi. Thứ hai, cam đoan sẽ đi dự đám tang nếu thân chủ của mình bị tử hình. Thôi, nữa rồi, cam đoan dự đám tang nếu thân chủ của mình tử hình. Xuống hàng. Thì xuống nè. Cái câu này cô viết hoa cho tôi. Bớt 50% cho thân chủ nếu là quả phụ dưới 29 tuổi. Bớt 50%
dưới quá phụ 29 tuổi. Đó, đó. Trời ơi, nó thấy cái mặt luật sư nó chạy 80 độ rồi chứ đâu có làm chi đâu mà nó đó, xong rồi đó. Cô cứ ghi như vậy đi ha. Cô cứ quảng cáo như vậy đi, thử vài tuần. Nếu không được thì tôi đổi quảng cáo khác nha. Alo. Dạ. Dạ, dục văn phòng luật sư Trần Trường Trị ạ. À. Bác sĩ Quỳnh hả? À? Dạ có. Bác sĩ qua trao đi. Trao tới chiều cũng được nữa, nằm ngủ cũng được nữa. Trời, văn phòng nó giống về à, không có ai chờ đó. Em nói thiệt á. Qua trao đi. Thiệt á. Qua nghe. Rồi ha. Ai đó cô? Dạ bác sĩ Quỳnh. À, làm thẩm mỹ Hồng Nhan đó, ở bên kia đường kìa. Tôi dặn cô bao nhiêu lần rồi? Ai gọi đến đây á thì cô làm ơn cô nói cho tôi là tôi đang có thân chủ, hoặc giả là tôi đang cãi ở ngoài tòa. Tại sao cô cứ vạch cáo cho thiên hạ xem lưng ngoài vậy? Ai gọi đến cô cũng bảo ông ế chồng gọng thì... Cô phải nhớ rằng ông bà đã nói là nhà hàng vắng khách là nhà hàng nó nấu không ngon. Còn luật sư mà vắng thân chủ tức là luật sư cãi dở, cô hiểu chưa? Cô nhớ chưa? Thì đúng rồi, nói đúng rồi, cãi dở thì cãi dở chứ bắt con nói láo sao con nói được. Văn phòng luật sư mà nói láo thì ai vô? Thôi được rồi, con về làm việc. Mướn ngay con khùng. Đó, ông qua đó kìa. Hello. Hi doctor. Hi lawyer, ba T. Hả? Gì ba T? Trần Trường Tỷ là ba chữ T đó. Ủa? Bộ chưa tới giờ mở cửa hay sao mà văn phòng thì không có người khách nào hết trơn vậy cô? Dạ có chứ, luật sư mở từ sáng sớm tới giờ luôn á mà không có ai hết trơn á. Oh yeah. Dạ, không có người nào hết trơn á. Luật sư, bác sĩ cứ cho bình thường, cho thoải mái luôn. Đánh bài đánh bạc gì cứ đánh đi. Là thua rồi quýnh làm gì làm. Không có sao hết trơn á. Lần chơi con dễ chịu lắm. Sao nay rảnh như thế này? Rảnh gì đâu rảnh. Ông biết mà, thời khóa biểu của tôi đó, từ sáng tới khuya đó, có lúc nào được nghỉ đâu. Ăn cũng không có thì giờ mà. Ông thấy không, đi ra đường phải bận đồ này nè. Chuẩn bị kêu về mẫu mà liền à. Bị sáng này có cái bà tới hẹn hút mở bụng. Chuẩn bị xong xuôi rồi, lên bàn mẫu rồi, chích thuốc tê rồi, tính lấy máy ra hút bụi. Hả? À không, tính máy ra hút mỡ. Trời ơi, tự nhiên ông chồng nó xuất hiện lôi cổ về không cho hút. Nhờ vậy mới rảnh 2 tiếng qua đây tính rủ đi, ông đi ăn phở đây chứ. Ờ được, không, cảm ơn, sorry thôi. Ông thấy không nè, hồ sơ là ngập mặt như thế này thế nè. Làm chưa xong nè, tôi phải ra tòa cãi bây giờ nè. Yeah. Thôi để hôm khác nha. Bận quá. Luật sư ra tòa cãi lộn nha, luật sư. Đâu có ai đâu mà cãi. Quá, đi ăn phở đi. Tao ăn bánh mì với xì dầu không? Trời ơi, nó ăn chết luôn. Cô à, cô nói tôi mới để ý nha. Cái văn phòng này tôi bước vô tôi thấy sao mà nó yên tĩnh quá. Tôi thèm được cái không khí vắng vẻ vậy mà không được á. Bên phòng mạch của tôi thì ui cha đó, ồn ào, bệnh nhân đẩy ra không hết. Nói gì vừa tôi che. Móc họng nữa đi. Không, tôi cũng móc họng, tôi nói thiệt. Nè, mở một cái văn phòng ra mà nó vắng như vậy là quý lắm. Thấy không? Muốn làm, muốn nghỉ nghỉ. Mà nghỉ nhiều hơn làm. Thấy không? Buồn, lâu muốn ngồi thiền cũng không ai quấy rầy mình. Thôi mà, móc họng nhau hoài chứ cha ơi. Nghỉ. Nhưng mà tôi nói thật cho nghe. Nói gì? Cái nghề luật sư của tôi á. À. Bây giờ tôi mới thấy là tôi lầm. Chứ hồi trước đó, mà tôi biết rằng là cái ngành giải phẫu thẩm mỹ mà kiếm được tiền nhiều như ông, thì tôi cũng đi học bác sĩ y khoa rồi. Cô à, hồi nhỏ đó, học trung học, ông học giỏi hơn tôi đó chứ. Ha? Lên đại học tôi năn nỉ ông, đi là học y khoa với tôi. Ông nói thôi, để tôi học luật để làm chính trị. Đó, làm chính trị mà giờ ăn bánh mì xì dầu không à. Không, bác sĩ nói vậy cũng không phải. Luật sư em á, ông cũng giỏi lắm á chứ. Coi như là, nè, em thấy để trong báo nè. Đây nè, luật sư nào có tài thật á, nhưng khổ nổi cái mặt của ông á, nó bằng đảng quá đi. Ừ. Đó, nó ứng cử dân biểu 2 lần, bị rớt. Vậy? Nè, xong rồi ứng cử nghị viên 2 lần cũng rớt luôn. Sao kỳ vậy? Ai biết?
Mà rồi. Có ai bầu cho ổng không? Có. Ai? Em coi hai cái giỏ nó có hai cái vé trọng á. Phiếu chứ vé gì? Lộn cái cine hoài. Phiếu vé cũng vậy thâu trời ơi, nhà quê mà. À. Đó. Nhưng mà em dở ra em thấy á, một tên là vợ ổng với lại tên là con ổng. Ồ. Vậy thôi à. Anh Huỳnh ơi. Gì? Nhưng mà cái nghề luật sư của tôi mới là cái nghề cứu đời. Chứ còn cái nghề giải phẫu thẩm mỹ như anh thì chỉ có biết kiếm tiền chứ có giúp ích gì được cho đời đâu. Ông nói lộn rồi nha. Ông chỉ cứu được những kẻ phạm tội khỏi đi tù thôi chứ cứu ai. Còn tôi nè, một người đàn bà sắp bị chồng bỏ, tới gặp tôi tân trang lại, chồng yêu thương trở lại. Có nghĩa là tôi là cứu giúp cho người ta, thấy không? Bảo vệ hạnh phúc gia đình. Như vậy sửa sắc đẹp, có nghĩa là tạo cho người đàn bà tự tin hơn, thấy không? Dễ dàng trong cuộc sống. Sửa sắc đẹp là làm cho xã hội càng ngày càng nhiều người đẹp, ít người xấu như ông vậy đó. Nói tóm lại, sửa sắc đẹp là làm đẹp cho cuộc đời. Beautiful life, baby. Nhưng mà ông giải phẫu thẩm mỹ cho người đàn bà, rồi ông nhìn vào đi, ông có biết chỗ nào thật, chỗ nào giả không? Nói chuyện trông mệt quá. Em, bác sĩ nói nghe nè. Trời ơi, nói chuyện mà quên cái business. Đây, business card của bác sĩ đó ha. Thẩm mỹ viện Hồng Nhan. Dạ. Sửa mũi 1,000, cắt mắt 2,000, bơm ngực 3,000, hút mỡ bụng 4,000, tân trang toàn diện từ trên xuống dưới, giá sỉ 8,000. Khi nào em cần, qua bác sĩ có giá đồng hương. Mặc quá, không được. Thôi, được rồi, trời xin sao đớ vậy. Trời ơi, thằng chồng ấy, nó biết em sứa nó về, nó quánh cái mặt em từ lưa. Là em nói, em má em nhặt em không ra luôn. Thôi, trả lại cho bác sĩ. Không, em biết, bác sĩ biết là em làm ở đây không có nhiêu tiền. Thôi, giờ bác sĩ bớt em 4,000, cho em trả góp, không lấy tiền lời. Thật cũng không được nữa. Sao vậy? Thôi, chồng nó nói, trời xin sao đớ vậy thôi à. Nó không có cho em sửa đâu. Thôi thôi bác sĩ đừng có dụ em nữa. Như không hả? được rồi không làm đâu. Không quýt em. Trời đất ơi. Đây nè. Bây giờ em quay một vòng bác sĩ coi coi. Quay hả? À. Đẹp. Đẹp lắm. Quay trước coi. Phía trước hơi bằng phẳng. Cần phải sửa lại cho nó nhấp vô chút xíu nữa cho hấp dẫn. Bác sĩ nói cho em nghe, ngày xưa người ta nói là hồng nhan bạc phận, nhưng mà ngày nay á, tới thẩm mỹ viện của bác sĩ thì em sẽ trở thành hồng nhan bạc triệu. Anh ơi, anh đến đây mời tôi đi ăn phở hay là anh đến đây để anh dê cô thư ký của tôi? Tôi đang bận sổ sách, đang bận sổ sách bỏ mẹ, nghe anh nói thế này nữa. Bây giờ ông có rảnh ăn phở với tôi không? Tôi nói rồi, anh thấy sổ sách không? Tôi đã ra tòa bây giờ mà. Ừ. Sorry hôm khác đây nhá. Ok, vậy thôi tôi về. Ở bển còn cả chục ca mổ chờ chứ đâu phải tôi đâu có rảnh. Chừng nào tôi mổ xong rồi tôi qua đây cho ông cho tôi nhằn nhờ chút xíu cho yên tĩnh nha ông. Thôi bye nha. Em giữ cái ca bác sĩ đi. Bye bye nha, luật sư Ba dạ, Tê. Bye, bye bác sĩ. Luật sư sao không đi ăn phở đi? Tao tối nay gặp bánh mì hoài ơi. Thôi cái chuyện bánh mì của tôi cô về bàn đi nhá. Khùng tập 2. Chào cô. Dạ chào bà. Luật sư có đây không cô? Dạ. Gấp quá không kịp gọi phone lấy hẹn trước. Cô thông cảm nhá. Cô làm dạ. Ơn vào nói thư với luật sư giùm tôi. Cho tôi gặp luật sư một vài phút thôi. Dạ. Cảm ơn cô nhiều. Nhá. Nói gì mà nói dữ trời. Bà muốn gặp luật sư phải không? Đúng rồi. Đó. Bà qua em đã gặp đi. Dạ vâng. Luật sư ơi. Có khách đó. Rồi, nói rồi. Đi nói cho tới chiều luôn đi nha. Bây giờ em đi đi làm rồi cô đi đi cô đi lo quảng cáo cho tôi đi. Chào bà, tôi luật sư Trần Trường Trị. Chào nói tới mai tới chào luật sư. Em nhớ ra rồi, nãy bước vào nom thấy mặt luật sư em cứ tưởng là tội phạm. Dạ không, chuyện là như thế này. Tuần trước đó em có đi đánh ghen nên bị bắt. Lúc mà bị giam ở sở cảnh sát á, em nhìn thấy nhiều khuôn mặt nhìn hao hao giống luật sư nên em tưởng. Cho nên cô thấy tôi quen đấy chị? Dạ vâng. Tôi tò mò tôi hỏi cái này nhé. Dạ. Thế bà đến đây là do ai giới thiệu hay là bà đọc quảng cáo trên báo? Đâu có ai giới thiệu đâu. Mà em có đọc báo bao giờ đâu. Chứ sao bà biết đây bà tới? Hay luật sư quên rồi à? Cách đây một tháng, chính luật sư là người đứng ở bến xe bus phát mấy cái flyer, luật sư nhớ không? Luật sư dúi vào tay em một cái này.
Lúc đấy em tính quăng mẹ vào sọt rác rồi. Nhưng mà nhìn thấy mặt luật sư tội nghiệp quá nên bỏ đại vào trong bóp. Không ngờ hôm nay lại có dịp mà lấy ra xài. Nhưng mà tôi hỏi bà, bây giờ bà cần tôi giúp gì? Dạ thưa luật sư, chuyện là như thế này. Cách đây một tháng, không, cách đây vài năm, em có đi sửa sắc đẹp. Nói toạc ra là em đi bơm ngực. Thấy không luật sư? Thấy cái gì? Bơm ngực. Thấy rồi, thấy rồi. Không, luật sư làm ơn nhìn kỹ em. Tôi thấy hai chai bưởi Biên Hòa cứng ngắc rồi. Nhưng mà bây giờ tôi hỏi bà là bây giờ cái chuyện bơm ngực của bà này có dính dáng gì đến tôi không? Hả? Dạ dính chứ. Không dính dáng em tới đây kiếm luật sư làm cái gì? Thưa luật sư, như thế này, em bảo ông bác sĩ ông làm cho em si khớp thôi, nó mới hợp với thân hình của em, đúng không luật sư? Nhưng mà ông bảo với em là lỡ bơm ấy thì bơm cho bự. Đặc biệt hôm nay ấy, phòng mặt khai trương nên ông tặng cho em cái giá đít cao. Bơm one, get one free. Bơm hai bên, tính tiền có một bên. Em thì được cái tính hàm rẻ nên em bảo ông là bác sĩ muốn bơm bao nhiêu thì bơm. Không ngờ ông lại bơm cho em super size. Ngực to thì tốt chứ sao mà. Tốt cái gì? Ông bơm to quá. Nhiều lúc em đi em cứ muốn suýt nữa là sắp ngã xuống, chúi ngã xuống đất rồi. Em bây giờ em cảm thấy tức ngực và khó thở. Nói thật với luật sư, ai mà đụng vào giống như hai quả bong bóng, mất hết cảm giác. Thưa bà. Dạ. Cái thứ nhất là tôi không có thời giờ. Bà đừng làm phiền tôi. Dạ. Nên cái thứ hai tôi không có thời giờ mà tôi đứng đây để cho bà khoe ngực. Nhá. Khoe cái gì mà khoe? Còn cảm giác nữa đâu mà khoe. Thưa luật sư. Luật sư à, em tới đây á là em nhờ luật sư thưa cái ông bác sĩ ra tòa đòi bồi thường thiệt hại lại cho em. Thưa ra tòa? À, dạ vâng. Sao bà không nói trước? Mời bà ngồi. Mời dạ bà vâng, ngồi. Dạ vâng. À, mời bà dạ ngồi đấy. Cái chuyện nào vậy? Bà nói dài quá tôi không hiểu. Cho nên là bà cứ nói trước là bà thứ là... Hay là... Thế... Dạ vâng. Tôi hỏi bà là ông bác sĩ nào sửa cho bà đấy? À, dạ, ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh ấy, thẩm mỹ viện Hồng Nhan bên kia đường kìa luật sư. Thế à? À vâng. Thế... Bà tính đòi bồi thường thiệt hại bao nhiêu? À, dạ thưa luật sư, em tính đòi bồi thường thiệt hại khoảng 100.000 thôi. À, luật sư thấy có nhiều không luật sư? Một cái tai nạn thảm khốc như thế này dạ. Mà bà đòi bồi thường có 100.000 à? Tôi hút cháo à bà? À, là sao luật sư? Bà phải đòi thường 1 triệu đồng. Ồ, 1 triệu đồng. Thế có nhiều không luật sư? Thưa bà. Dạ. Tôi là luật sư Trần Trường Thị. Những cái kê dân sự mà dưới 1 triệu đồng như thế này thì dứt khoát tôi không bao giờ tôi nhúng tay vào. Nhưng mà luật sư, em luật sư nhắm có được không luật sư? Tại sao lại không? Ở đời có những cái người đàn bà đau khổ như bà, đang đau khổ như bà mà lại không biết mình đau khổ. Dạ. Và vì thế mới cần những người luật sư tài giỏi như tôi để nói cái nỗi khổ đau của bà. Dạ vâng, dạ vâng. Bà nghe đây. Dạ vâng. Ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh dạ. Đã tặng cho bà 2 trái dưa hấu bự quá. Dạ. Cũng vì 2 trái dưa hấu đó nó bự, nó sẽ trở thành cái gánh nặng 1000 cân mà bà phải đeo trước ngực như thế này. Rồi vì cái gánh nặng đó nó từ từ nó sẽ kéo cái lưng bà cong xuống. Rồi bà sẽ phải chống gậy mà bà đi, bà hiểu chưa? Dạ. À không, bà bình tĩnh, bà ngồi. Dạ. Cái đó là tôi nói chuyện về đường dài thôi. Dạ vâng. Còn hiện tại bây giờ bà nói là ngực bà mất cảm giác. Đúng, đúng rồi. Bà mất cảm giác thì chồng bà nó sẽ chán bà, nó bỏ bà và nó đi lấy vợ bé. Bà bị khủng hoảng. Và từ đó bà dở điên dở khùng, sống không ra sống, chết không ra chết. Bà không có thể nào mà lo làm ăn, nấu nướng, nuôi con được đâu. Và cũng chính vì thế, cái nỗi khủng hoảng đó nó sẽ làm cho thân thể của bà mỗi ngày mỗi gầy đi. Không, không, em càng ngày càng béo ra luật sư. Nếu mà béo à? Dạ vâng. Thế thì càng đúng, nguy hiểm hơn nữa. Dạ. Tiếng Mỹ nó gọi cái đó là bệnh depressed. Luật sư mà depressed là gì? Em chẳng hiểu cái nghĩa là gì cả luật sư. Từ ngày tôi ra hành nghề cứu đời dạ. Tôi đã gặp không biết bao nhiêu cái người đàn bà có cái bộ mặt hung ác mà đầu óc lại lú lẫn giống như bà. À không, đơn giản giống như bà. À. Bà phải
tưởng tượng ra một cái viễn tưởng đen tối, một cái màu tang thê thảm đang từ từ kéo đến để phủ lấp cái tương lai tươi trẻ của bà. Vì ai? Vì ông bác sĩ Võ Đình Huỳnh đã tặng cho bà hai trái dưa bự quá. Nhưng mà thưa luật sư. Bà đứng. Dạ dạ vâng. Lệch dạ. Rõ. Dạ. Lệch. Dạ. Bên to bên nhỏ. Không 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 không. Bên to bên nhỏ lỗi thằng chồng em, nó thuận tay trái. Một người bác sĩ giỏi, dạ, trước khi bơm phải hỏi chồng bà thuận tay nào. Dạ. Rồi từ đó ông ta mới trừ hao đi bơm là vừa. Ồ. Bà dứt khoát đòi 1 triệu nữa thôi. Dạ. Luật sư ơi, luật sư muốn đòi bao nhiêu thì đòi, chăm sự nhiều luật sư. Miễn sao em không phải chi đồng nào là được rồi. Mọi chi phí văn phòng chúng tôi lo hết. Nhé. Dạ vâng. Bây giờ bà đi qua bên này. Dạ vâng. Bà điền cho tôi mấy cái chi tiết cá nhân đi. Dạ, dạ. Rồi tôi sẽ tiến hành thủ tục thưa ông. Nhé. Dạ, cảm ơn luật sư nhiều nhé. Dạ. Dạ, em làm liền. Xin mời bà. Dạ, dạ cảm ơn. Trời, luật sư, thưa tư bản của luật sư thì có siêu bác sĩ Quỳnh á. Ông mới mời luật sư đi ăn phở đây mà. Cô thấy không? Ở hiền gặp lành. Tôi có cái linh tính trước nên dứt khoát tôi đâu có nhận lời đi ăn phở với ông ấy đâu. Trời, đúng là gà què ăn quắn có say. Trời ơi. Cô lo cái việc của cô đi. Nha. Một người luật sư giỏi là phải biết gác bỏ cái tình cảm cá nhân qua một bên để thưa. Thấy chưa? Bà mà có tiền bà kêu tôi thưa, bố tôi ra tòa tôi cũng thưa nữa. Lo làm việc của vậy cô. Là luật sư thưa nha, không phải em nha. Bây giờ em gọi cho bác sĩ nha, bác sĩ để bác sĩ mướn luật sư khác biện hộ giùm, không phải em nha. Cô cứ gọi cho ông rồi mình phải làm cho nó đúng luật lệ cả chứ. Hello, bác sĩ Quỳnh hả? À? Qua đây mau lên. Trời ơi, ông luật sư Trần Trường Trị nè, ông thưa bác sĩ nè, ông thưa bác sĩ là bơm mực gì đó không biết nữa, cái to cái lớn gì đó không biết. Nên bây giờ đi qua liền đi, qua liền đi nha. Chứ em mà em không dính dáng cho chuyện này đâu á. Bye. Mình chú Mánh à, có thấy chưa? Tôi đang buồn ngủ mà gặp chú Mánh. Gà què ăn quắn có say thì nói cho rồi. À, anh Huỳnh, tưởng bận lắm chứ sao mà qua lẹ vậy? Tôi bận chứ đâu có ế nhà ông. Hả? Đang ca bơm ngực, mới bơm được phần nửa à, phải bỏ chạy qua đây. Tức quá mà. Tôi nghe cô thư ký đó là ông thư tính thưa tôi phải không? Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Tôi thưa thật chứ tính cái gì? Thưa thật hả? Mà thưa tôi cái gì? Ông nên nhớ nha, tôi với ông là bạn bè mấy chục năm nay rồi. Tiền cá độ bóng đá ông thiếu tôi mấy tháng chưa trả mà. Sao giờ ông nỡ lòng nào thưa tôi là sao? Anh Huỳnh ạ, thiếu nợ đó là cái personal. Còn thưa nhau ra tòa đó là cái business. Cho nên ở Mỹ này anh đừng có lẫn lộn giữa personal và business. Nguyên tắc quá ha. Mà thưa tôi sao được? Đưa được chứ. Cái bà đó là tới tình nguyện năn nỉ tôi bơm. Thấy không? Thưa tôi làm sao được? Anh nghe này, người ta đòi anh bơm một trái cam, anh chơi cho người ta thành bằng trái bưởi. Người ta đòi anh một trái dừa xiêm, anh chơi tặng người ta hai trái dưa hấu, làm sao không thưa anh được? Ông ơi, mấy cái bà đó toàn là xạo không à. Bà nào tới cũng đòi bơm cho lớn, tôi cản đâu có được, phải không? Không tin đó hả? Ông về ông hỏi vợ ông đi. Chính bàn tay tôi đã sửa cho vợ ông cách đây 3 năm. Trời ơi, 3 năm rồi tôi xài đồ giả mà tôi không biết sao. Bởi vậy mới nói. Không, nhưng mà người ta... Nhưng gì? Còn nữa, con gái ông không nhờ bàn tay giải phẫu thẩm mỹ của tôi, sức mấy mà nó lấy được thằng chồng ngon lành như bây giờ. Ông nhìn là ông đi, mặt mũi ông mà con gái ông giống y hệt ông à. Khác cái là không có râu thôi. Trời đất ơi, để tự nhiên thì ai thèm lấy. Bởi vậy tôi là người đem tới hạnh phúc cho gia đình ông, cũng như bao nhiêu gia đình người khác. Nhưng mà cái bà đó bà thưa ông là vì ông làm cho ngực bà mất cảm giác. Ba tê à. Trời đất ơi, ông là đàn ông mà không biết cái gì hết trơn á. Phụ nữ sửa sắc đẹp là để tạo cảm giác cho đàn ông, chứ đàn bà đâu có cần cảm giác. Ông có feeling là được rồi, còn vợ ông có feeling hay kệ nó. Anh Huỳnh. Gì? Anh là bác sĩ. Ừ. Tôi là luật sư. Ừ. Tôi và anh đều sống chết cho cái nghề nghiệp của mình hết. Ừ. Bệnh nhân đến bảo anh bơm chỗ nào thì anh bơm chỗ đó. Ừ. Còn tôi, thân chủ tôi đến bảo thưa thằng nào thì tôi thưa thằng đó.
Cho nên mong anh thông cảm cho nha. À tôi cũng thông cảm chứ. Nói thiệt cái phòng bạch tôi đối diện với văn phòng của ông á, mỗi lần mà tôi trưa tôi nhìn qua tôi thấy sao mà nó giống như là như là nghĩa trang hun hút rồi đó. Tôi cũng buồn thắt ruột vậy đó. À bây giờ như vậy, thật ra tôi không phải sợ đi hầu tòa đâu, mà tôi thấy không chịu, tôi bề bộn quá, bận lắm. Cho nên tính về nè, bây giờ ông dẹp cái vụ kiện đó đi, đưa cho ông 10.000 xài chơi hay sao? Bao nhiêu? 10.000 đô. Ít quá, đưa ông ra tòa sướng hơn. Bèo quá. Bèo hả? 10.000 đô là ba cặp ngực lưỡi của tôi rồi đó ông nội. Trời đất ơi, bèo hả? Được rồi, ông ép tôi chứ gì? Muốn thưa cái gì? Thưa đi, tôi đi hầu. 10.000 không muốn hả? Một sen cũng không có. Tôi nói cho ông biết. Thưa tôi sao được? Nè, tôi cho ông coi. Bất cứ bệnh nhân nào trước khi lên bàn mổ đều có làm giấy thỏa thuận cam kết với tôi. Đọc đi rồi thưa. Tờ cam kết. Tôi tên là Trần Thị Tơ Liễu, sinh ngày 16 tháng 3 năm 1963. Nhờ bác sĩ Võ Đình Huỳnh bơm ngực cho tôi cam đoan chịu mọi trách nhiệm nếu có điều gì sai sót xảy ra. Ký tên Nguyễn Thị Tơ Liễu. Thưa đi, tôi đi hầu. Anh Huỳnh ơi, anh Huỳnh vào đây. Không thưa đi. Không muốn thưa mà. Không, anh đừng ép tôi mà. Không, anh đừng đọc. Không, anh đừng đọc. Anh đừng đọc, anh từ từ anh nghe tôi nói. Nói gì? Chào khán giả đi. Hai người sao chẳng đủ? Kêu hai người nữa ra mới đủ chứ. Mời cô thư ký và bà khách hàng